Dạ, mình là Đặc Quyển. Xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đặc Quyển. Lời đầu tiên là Quyển chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình có một cái tiêu đề các bạn, thì cái này nó cũng là thường thôi, nhưng mà có một cái bản tin đó, nó cần phải chia sẻ, đó là VQ không có, bây giờ không có giá như mấy cô Việt Nam nữa. Mấy cô Việt Nam giờ đâu thèm lấy Việt Kiều đâu, mấy cô Việt Nam ở đâu có cần đi Mỹ đâu hoặc đi nước ngoài đâu, giờ ở Việt Nam sướng thấy mồ. Thì mình cùng nhau chia sẻ, phân tích, so sánh, đối chiếu. Phải là cũng công nhận Việt Nam là nước bây giờ đang phát triển, tiến bộ các bạn. Tiến bộ cũng khá, nhưng mà trong cái mặt tiến bộ đó thì nó cũng có nhiều cái cần phải phát triển tiếp tục nữa nó mới là tốt. Người có tiền thì vẫn là có tiền và người nghèo thì vẫn là người nghèo, không thể nào thoát ra được. Thì nhiều bạn nhìn vào chỉ có một cái người thôi, một cái người đó họ thành công và các bạn cho là tất cả thành công ha. Nhưng mà mình phải nhìn vào, thí dụ nước Mỹ, mình nhìn vào các bạn, nhìn cái số chung, cái số lớn á, người dân Mỹ có nghèo không? Có. Người dân Mỹ nghèo, nhưng mà mức sống của người dân Mỹ nghèo so với mức sống của các nước khác như thế nào? Thì ở Mỹ là bạn đã biết rồi, mình chia sẻ rất là nhiều, người dân Mỹ nhìn vào họ không biết ai nghèo ai giàu hết. Cuộc sống nghèo của họ cũng là rất là tốt. Họ có an sinh xã hội, họ có trợ cấp, họ có nhà, họ có cửa, họ không có đóng tiền nữa, chính phủ cho. Cho nên họ sống phay phay các bạn. Còn người sống ở các nước châu Á ha, trong đó Việt Nam nó riêng, thì bạn thấy đó, cuộc sống nó rất là khó khăn. Thí dụ mình nói thằng Hàn Quốc đi, Hàn Quốc nhìn nó có giàu không? Giàu. Nếu mà so với Việt Nam, nó phát triển không? Phát triển. So với thế giới nó cũng phát triển luôn. Nếu mà so với châu Á nó cũng có cửa. Nhưng mà bạn nhìn sâu vào bên trong dân Hàn Quốc thì có người giàu, người nghèo, nó không có đều. Nhật có phát triển không? Nhật quá phát triển. Nè, Nhật là một cái cường quốc. Nhật có văn minh không? Nhật quá văn minh. Văn minh hơn nhiều nước, kể cả phương Tây nữa chứ không phải giỡn nào. Nhìn vào anh Nhật, sống chung có cái thoải mái của người dân không? Chắc là thoải mái hơn những nước Á Châu các bạn. Ha, thì bên châu Á mình thì cũng có vài nước gọi là lương, đồng lương rất là khủng. Thí dụ như Singapore, Nhật Bản, Thái Lan bây giờ nó cũng đang bye bye. Nhìn vào anh Trung Quốc, Trung Quốc có giàu không? Dạ, giàu. Nó là đứng hàng thứ hai thế giới mà. Nhưng mà người Trung Quốc có giàu không? Không. Có người giàu, người nghèo. Và cái số người nghèo á, nó rất là nghèo. Và cái số cơ cực á, nó rất là cơ cực. Bạn biết là giặt giũ đồ áo, vệ sinh, họ phải ra bờ sông họ để họ giặt. Cái này vài bạn đã bỏ lên Facebook rồi. Đã, nhìn nè, coi phim tàu đi chang luôn các bạn. Ngay cái lúc bây giờ cũng ra bờ sông ngồi đập rồi giặt giũ vậy, mình coi mình thấy y chang luôn. Thì bây giờ mình cùng nhau chia sẻ phân tích là mấy anh Việt Kiều ở Việt Nam hoặc là ngoại kiều, trong đó là Trung Quốc, Đài Loan nào về Việt Nam lấy. Ta có mấy cô Việt Nam có không thích đi nước ngoài không? Ok. Vậy bạn thấy là sau cái con dịch này, cũng chưa sao nữa, nó đang con dịch chứ không phải chưa nữa các bạn. Thì giờ nói chung là cũng đi đứng là ok rồi. Thì Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ cũng khá. Tại vì trong 2 năm qua là bị kẹt ở Mỹ, không có về được, không có nước đi ra đi vô gì được hết. Thì về, họ kiếm vợ. Thì cái vụ mà Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ, cái chuyện đó mình cũng chia sẻ nhiều lắm bạn. Bây giờ mới nói về là Việt Nam, mấy cô Việt Nam không có thích lấy Việt Kiều nữa. Giờ Việt Nam sướng. Theo thống kê, bây giờ nếu mà một cô gái mà lấy chồng phía ngoài nước Việt Nam, ví dụ như lấy Nhật, lấy Hàn, lấy Trung Quốc, lấy Đài Loan, lấy Mỹ, mình nói cho là lấy Việt Nam đi, thì bạn thấy chỉ có anh Mỹ, anh Úc hoặc là những cái nước châu Âu bảo đảm cái số phận của cô ta qua là an toàn cao và rất cao. Nhưng mà bên châu Á thì lấy chồng ở cho bên châu Á thì theo mình suy nghĩ thì chỉ có anh Nhật, anh Singapore thì cái an toàn trước nha bạn là nó cao và có thể rất cao. Rồi cái cuộc sống, cái mà sung túc thì bạn thấy là giờ chỉ có là lấy Mỹ, Úc, Canada, Na Uy đang mạch, mà những cái nước Bắc Âu nữa
Hà Lan cũng ok, tạm ổn, thì nó, cuộc sống cái sung túc chắc có thể được bảo đảm. Còn đừng có lấy nước như mấy cái châu Âu mà cái nước lùm cơm mình thấy giờ nó tiêu hết rồi các bạn. Thì nhưng nó vẫn đỡ hơn Việt Nam rất là nhiều. Thì theo thống kê có khoảng 100.000 cô dâu nên lấy chồng các bạn nước ngoài. Họ lấy nước ngoài, họ lấy Trung Quốc, họ lấy Đài Loan. Thì cuộc sống vẫn còn rất là khổ. Mình phải nhìn vào cái tình trạng nó thật sự là như vậy. Nhưng mà mình cũng có chia sẻ rất là nhiều. Nhiều bạn không có biết và nhiều bạn vô phan đá rất là nhiều. Nhất là lấy khổ nhất là Trung Quốc. Kế tới là Đài Loan. Đài Loan nó phát triển. Nhưng mà thật sự các bạn, tại sao cô dâu Việt Nam đi qua những nước đó nó coi thường những con người Việt Nam mình dữ vậy? Tại Việt Nam mình không có tiếng, không có quyền, không có tiền, đành phải bỏ cái quê hương xứ sở của mình để mà đi ra nước khác. Hên thì qua được Nhật, Hàn Quốc thì cũng đỡ. Mình nói rồi, đàn Hàn Quốc mình đi qua cũng làm nông thấy bà luôn các bạn. Chỉ có lấy Úc, lấy Mỹ, Việt Kiều, đồ này kia thì cuộc sống nó tốt. Người ta tôn trọng phụ nữ, còn những nước đó nó đâu tôn trọng đâu. Và bạn thấy những cái cô mà gái Việt Nam, nhất là lấy Việt Kiều ở Mỹ đi, qua đây thì mình thấy 50-50. Họ có tôn trọng, họ tôn trọng cái người mà về lấy họ đó. Còn 50% là họ bay các bạn. Tại vì bên đây họ có lông có cánh dễ lắm, thì họ bay, thì bạn thấy nó rất là phũ phàng, phải không? Cho mấy anh Việt Kiều. Nhưng mà bạn thấy lấy chồng ở bên Trung Quốc thì thật sự nó khác. Bạn không có lông có cánh gì hết, cuộc sống nó rất là khổ. Thì đây mình sẽ chia sẻ các bạn. Có hai cái thì mình muốn chia sẻ về cái Trung Quốc nha. Số phận của những cô dâu Việt ở Trung Quốc, hoặc là số phận những nỗi khổ của cô dâu Việt tại Đài Loan. Không coi mình ra gì hết. Họ là cói mái đẻ, nhiều khi hàng xóm nó qua nó mượn nữa. Đến ngay lúc này luôn, thì bây giờ cái một cái tin nó mới là cô dâu Việt ở Trung Quốc địa ngục khi sống với mẹ chồng. Bên Mỹ nó không có lệ thuộc mẹ chồng, mẹ cha chồng con khỉ khô vậy đó bạn. Không có lệ thuộc chồng luôn. Anh thích nè, không thích bài. Tôi có cuộc sống ha, anh cả chớn tôi gọi cảnh sát. Cảnh sát nhà của anh, nhưng mà tôi gọi cảnh sát đuổi ra khỏi nhà. Việt Nam cho nên nói là mấy đàn ông ở bên Mỹ xếp hạng sao con chó là nó vậy. Nếu mà tới cái lúc đó là bạn xếp hạng sao con chó. Tại vì nhà của bạn, bạn phải đi ra. Con bạn, bạn phải nuôi rồi không nói. Vợ bạn nó đuổi bạn ra, nhà bạn phải nuôi nó luôn nha. Những anh mà lấy cho vợ Việt Kiều đó, qua đây là ly dị nè, phải nuôi cô vợ mấy năm nữa. Cho support rồi không nói rồi, nuôi con không nói rồi. Thì cái Việt Nam nó còn khổ lắm bạn nha. Đừng, mình phải nhận vào đó. Việt Kiều về Việt Nam sướng lắm, đi bán vé số sướng lắm, lời tháng cũng được 6 triệu. Bạn biết bây giờ mình mới có một cái thông tin á, Việt Nam bây giờ tính tiền giờ cái mức giá minimum, mức giá thấp nhất là chưa tới 1 đô. Từ từ mình sẽ chia sẻ cái đó sau cái bài này. Cái mức thấp nhất là chưa tới 1 đô la một giờ. Hỏi bạn vậy sao sống? Mà Việt Nam gì nó cũng mắc mỏ hết. Việt Nam không có trả tiền nhà, dạ không, đâu có trả tiền nhà đó, trả phòng trọ. Cho nên những cô dâu phải đi các bạn. Ok, cái này là bài này nó cũng mới thôi. Bên này, bên mày còn gái Việt Nam không? Tao muốn cưới một đứa. Đó là những lời mà chị Kiki, người Việt Nam tên Kiki đổi tên. Cô dâu Việt Nam lấy chồng Trung Quốc kể rằng chị thường nghe nhất là mỗi khi ai đó biết chị là cô dâu Việt Nam. Theo thống kê có khoảng 100.000 cô dâu đi lấy bên Trung Quốc. Bên Campuchia có 7.000 thôi các bạn. 7.000 cô dâu Campuchia đi qua Trung Quốc thôi. Còn Việt Nam là 100.000. Chị Kiki không phải là nạn nhân buôn người, quen nhau qua trên mạng rồi qua bên đó lấy chồng. Thì nếu mà lấy chồng, những cái lấy chồng mà gặp cái người doanh nhân hoặc lấy người bình thường ở trên thành phố cũng được các bạn. Nhưng mà thường là lấy nhà quê không à, về làm nông. Lấy Hàn Quốc cũng về làm nông. Ủa tại sao làm nông nó lại có tiền hơn mình vậy? Mình làm nông mình nghèo vậy? Họ thường nói cưới gái Việt Nam rất rẻ, đỡ tốn tiền. Còn gái Trung Quốc muốn cưới về thì phải cho tiền thách cưới nè.
lên tới cả tỷ. Còn cưới gái Việt Nam á thì tầm có chừng 100 triệu thôi là tôi cưới được rồi, 100 triệu rồi 5.000 đô à, thấy không? Khác xa với những thành phố du lịch phồn hoa, vùng thôn quê của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nè, nơi chị Kiki từng ở với chồng, có những làng vẫn ra ngoài suối giặt đồ vì không có máy giặt, ăn uống chỉ có rau và trứng, hiếm lắm mới được một miếng thịt. Thằng Trung Quốc á, nó giàu nhưng mà nó nghèo tận mạng. Mình nó nói nó nghèo tận mạng vậy á, là mình cái ham cái gì đó, mình bị dụ dỗ quá mà, cho nên đi qua bên đó làm giàu, làm mẹ thế giới á. À, và với chị nỗi kinh hoàng nhất là sống chung với mẹ chồng. Thì bạn biết rồi, cái châu Á là nó vậy á, người Á Châu nó vậy á, vẫn còn ở chung với mẹ chồng. À, nhỏ em bà con của mình rồi cô cậu đó lấy chồng Nhật cái bển, vẫn ở chung với mẹ chồng mà mình cũng chưa có cơ hội mình nói, cho nên mình nói các bạn á, mình sẽ có cơ hội mình đi được hết dịch thì mình sẽ đi qua bển coi cuộc sống nó như thế nào. Nên nó nói cũng mới mua được căn nhà các bạn, tính ra cũng được mà 4 tỷ Việt Nam rồi, thì nhà nó bên đó thì cũng không biết nó ở rộng rãi cỡ nào, mình coi mình thấy chút chút rồi, nhưng mà ít nhiều đi á là cuộc sống người ta được tôn trọng, cái về cái tài chính đó, nó ổn hơn thằng Trung Quốc rất rất là nhiều. Thì cuộc đua chạy tìm vợ nè, Kiki không phải là nạn nhân buôn người lừa đảo, thì thường bạn thấy cũng bị buôn người lừa đảo nha. Với văn hóa nho giáo ăn sâu vào đời sống, chính sách một con, nhiều gia đình nó phải phá thai nữ để mà lấy nam. Bây giờ trên nam nó dư thì tính ra khoảng là rất nhiều người nam ở bên Trung Quốc là sẽ không được lấy vợ, nếu nhà nghèo quá mà thì gặp nhiều nam nó nghèo hơn, cho nên nó qua nó mua. Từ đó các cô gái láng giềng như Lào, Việt Nam, Campuchia, Miến Điện thành hàng hóa cho ngành công nghiệp mai mối đầy lợi nhuận, và đàn ông Trung Quốc phải đối mặt với chạy đua đi tìm vợ. Việt Nam mình á, 10 năm nữa nó sẽ như vậy luôn. À. Thời báo Hoàn Cầu dẫn số liệu thống kê lần thứ 7 ở Trung Quốc năm tháng 5 năm 2021 cho thấy Trung Quốc đang dư thừa khoảng 30 triệu nam giới. Nó đẻ con trai không à. Trong đó có 17.520.000 nam giới là trong độ tuổi đi cưới vợ từ 20 tới 40. Nhưng mà lấy không được tại vì nghèo, không có cửa rớ vào mấy cô Trung Quốc. Kể bên Đài Loan cũng vậy, cũng không có cửa cho nên mới về Việt Nam. Về Việt Nam nó nghèo thấy mẹ luôn, nó hơn Việt Nam có chút đỉnh thôi. Mà nó là gọi là ngoại kiều, mới về nó láo láo, kể cả quầy què quạt quạt, già cả. Nó có tiền, có nói chung là cái xứ châu Á các bạn, là nó cũng còn gọi là đeo đầu cởi cổ lắm, chưa có văn minh. Không có tôn trọng phụ nữ. Phụ nữ là nó không tôn trọng rồi, nó coi phụ nữ là thấp lắm. Ở những vùng đặc biệt nghèo hoặc ở vùng sâu vùng xa ở Trung Quốc như là nơi Kiki ở, nhiều người đã phải tìm cách mua một nàng dâu từ nước ngoài, nghe buồn không? Một cô dâu Việt Nam phải đi mua. Ha. Một phương thức tiết kiệm hơn rất nhiều với việc cưới hỏi cực kỳ đắt đỏ ở Trung Quốc. Ác mộng ở chung với mẹ chồng. Ở chung với mẹ chồng á, thì cái châu Á thường các bạn, người Việt Nam cũng vậy, thường nghe lời mẹ không à. Và ở Mỹ cũng có luôn. Khi mà bạn đã lập gia đình, bạn không có chính kiến, bạn không bảo vệ được cái gia đình của bạn, bạn nghe mẹ chồng. Hoặc là cái anh chồng á, nghe lời mẹ nè. Và bà mẹ lấy tiền hết. Khi mà mình đang nói ở Mỹ đó nha, khi mà lúc mà bạn còn trẻ, bạn đi làm, bạn đem về cho mẹ, ok cũng được để mẹ giữ. Sau đó bạn có vợ, nhờ bà mẹ đưa lại hết. Nhưng mà cũng có một phần của bạn bà giữ. Rồi á, bây giờ hồi xưa tao giữ cho mày, bây giờ về con vợ nó giữ, có bắt đầu cằn nhằn. Có, cũng ở chung cũng có. Nhưng người mẹ đó phải bị loại ra khỏi cuộc chơi, tại vì đó là Mỹ. Nhưng mà ở Tàu, ở Việt Nam thì không được, không ở chung nhà vậy đó. Bà mẹ bà giữ, coi như bà nắm tài chính hết rồi, bà có tiền, bà có quyền, bà sanh xá các bạn. Thì bà coi cái cô dâu Việt Nam không ra gì hết. Ăn không có ăn, rồi xong rồi mang bầu, cuộc sống nó khổ tủi thân vì thèm ăn. Nhưng mà chồng không cho ăn thịt hay hải sản, bị cấm vì mẹ chồng bảo không tốt cho thai. À, chỉ quanh quẩn là chỉ có ăn ba cái cháo, cải thì ba cái trứng này kia bạn, mùa đông thì lạnh cống,
không đủ ấm đủ đồ, cái cuộc sống nó khổ đó. Giờ nói xạo thì bạn lên mạng đi ha, có lẽ vì thiếu ăn nên tôi bị thai hành khiến đau nửa người nè, rốt cuộc đó tôi bị khó sanh phải mổ đó. Thì các bạn, cái khó sanh phải mổ thì đó chuyện khác thôi, nhưng mà thì không biết thì mình đề cập vậy thôi. Săn gái Việt Nam làm dâu. Tân Hoa Xã ước tính có khoảng 100.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Trung Quốc. Con số này đã vượt qua hơn ở khu vực như là Campuchia có được 7.000 cô dâu qua thôi. Campuchia nó ngon. Mà nói 7.000 người này á, là 7.000 này á, là trong đó nó bị gạt là nhiều. À, tại vì cái hào phóng bị gạt. Còn 100.000 đó đó, thì một số cũng bị gạt, chắc là cũng số lớn. Mà tại sao đến 100.000 các bạn? Nghèo quá. Trời, có anh Việt Kiều là ngon lành liền. Ở đó không thèm. À, đi Nhật còn được. Đó, đi tàu thôi. Ở Việt Nam đi khổ cũng được. Chứ còn qua bển là cuộc đời bế tắc các bạn. Này mình nói cho mấy cô biết. Tôi mà ra đường là người ta biết là người Việt Nam thì hỏi là có làm mai không? Có người không làm cho nó? Tại vì bên đó nó không có tiền. Nó không có tiền lấy gái nó. Rồi nó coi gái mình tầm thường mà nó phải á, nó không có lấy thực gái của nó. Nó lấy gái Việt Nam á, mà nó qua nó nâng niu á. À, cái tinh thần các bạn, nó nghèo là đói rồi. Còn nó nâng niu cái cô gái Việt Nam không cũng mình cũng không nói. Nó qua nó đánh nó đập nó coi như là gọi là con hơn con vật thôi chút. Nó được chồng mua với giá rẻ. Đó là đời những người hàng xóm của Kiki. À, gọi là mua vợ, mua một món hàng. Bạn thấy cuộc sống nó khổ không? Đó, đây là mình nó nói chung nó viết rất là dài về cuộc sống của người Việt ở bên Trung Quốc, kể cả Đài Loan nhé. Mình nói rồi, những bà sơ ông cha phải qua bên Đài Loan ở Mỹ nè, tạo ra một cái nhà đó để cho cô dâu Đài Loan chạy trốn tới đó giúp đỡ rồi tìm đường trở về Việt Nam. Mấy cô này bị gạt các bạn. Nhiều khi ở vùng sâu vùng xa không biết. Cho nên á, đây á, nói ra để biết á, Việt Nam á, còn ở dưới sâu lắm. Thua Đài Loan, thua Trung Quốc xa. Nó cuộc sống á. Họ qua, đi qua bển nó vẫn làm ruộng. Đi qua Hàn Quốc vẫn làm ruộng. Mà nó phải nó tôn trọng mình không? Đọc mấy cái này gọi là mình thấy mình tức. Tức cho đất nước Việt Nam. Con người của Việt Nam của mình sinh ra cái nước nó nghèo quá, mà có nhiều người là không có biết. Cái đường lối nó chật hết rồi các bạn. Mà mấy cô á, thường thí dụ đi qua mấy cái nước đó, đó thì bị đè bẹp. Nhưng mà qua tới bên lấy Việt Kiều bên đây á, thì bắt đầu á, phất cờ khởi nghĩa. Tại vì có cái quyền, cái quên đó. Mà mấy cô phải nhìn lại mấy cô bên Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc rất là khổ, khổ về tinh thần, khổ về vật chất. Bạn thấy, bạn rất là nghe rất là nhiều. Qua bên Mỹ có thể sanh cái bye bye, có thể sanh bye bye. Chồng mình bảo lãnh mình qua, mình không biết cái ơn, ha. À, rồi đi kiếm thằng khác, mà nói kiếm thằng khác cũng bế tắc các bạn. Phần lớn là bế tắc. Mấy thằng gọi là tào lao bí đao, nó không có đủ khả năng, nó về Việt Nam nó lấy vợ. Cho nên á, mà cái miệng nó giỏi các bạn. Nè, nhưng mà cái nó không có chịu, không biết nó quậy sao rồi, nó không có đủ điều kiện để nó về, nó bảo lãnh được. Nếu nó về bảo lãnh được là nó ở về rồi. Rồi bên đây á, cái nó rình. À, để hở thì nó rình. Cho nên mấy anh qua đây á, cũng không đủ tự tin. Cho nên để mấy cô ở nhà. Mấy cô ở nhà, mấy cô tù túng. Mấy cô tù túng xong rồi á, thì bên tàu thì khỏi đi. Đó, còn bên Mỹ mà. Rồi cái từ từ cái em đầu đi làm thì quen cái em đầu tụi nó suối. Ôi chồng nó kẹo lắm, chồng nó kia lắm. Có bạn, nhiều anh chồng cũng bị mang tiếng là lý do đó. Tại vì á, ảnh độc thân, ảnh cũng đâu có tiền. Rồi ảnh muốn cưới vợ để anh có gia đình, để xây dựng cái cuộc sống. Cái mua cái này mua cái kia. Nhiều cô các bạn nha, qua tới Mỹ á, trời mua sắm mình thấy mắc sợ. Bạn biết không có tiền, đi làm cái đầu trăm mấy đô la. Mua cái này, mua sắm kia xong rồi á, chồng nó nói, tiền này tiền của tôi đâu, tiền của anh đâu. Tôi đi làm bằng hai bàn tay của tôi mà. Đúng, dạ đúng. Anh đi làm, em đi làm bằng hai bàn tay của em, công sức của em.
Nhưng mà cái gia đình nhỏ này em không có. Em không có xây dựng. Mà mình nói thôi, xui cho mấy anh. Hoặc là cả, cả mấy chị cũng vậy. Lấy chồng không có đẳng cấp cùng nhau các bạn. Thí dụ anh chồng mà có học khá đi. À, rồi. Nhưng mà lấy người vợ học thấp thì nó cũng còn đỡ đỡ chút xíu. Mà thật sự nó cũng không khó khó cũng không có được các bạn. Mấy cái cô mà gọi là ruột ngựa đó, nói ra không có hiểu gì hết. Không có xây dựng cuộc sống. Đó, banh chành liền. Còn mà về á mà mấy anh bên Việt kiều đây á cũng nhiều anh cũng đâu có học khỉ gì đâu. Mà về Nam lấy mấy cô có học các bạn, qua đây cuộc sống nó còn khập khiễng còn tệ nữa. Nó còn ly dị còn sớm nữa. Cho nên về Việt Nam cái thấy cái được được mắt là cứ cưới nữa. Không biết cái trình độ của cô ta nhiêu, có hợp với mình hay không, nói ra có văn tục hay không. Trời ơi, giờ văn tục dữ lắm bạn, mấy cô gái Việt Nam mình thấy qua đây cứ đờ mờ phát cớm, mà không có cái tư duy rồi thôi bỏ ha, bỏ bạn đó. Thì rồi cuộc sống là nó là như vậy. Nào, bây giờ Việt Nam cần bao lâu nữa để mà cô gái Việt Nam gọi là vàng. À, đi đi qua lấy Việt kiều là vàng, nhưng mà lấy Trung Quốc là thành đất, vẫn làm bằng 100.000. Mình cũng không biết là liệt kê bữa nào để mình đi tìm thông tin coi bao nhiêu cô gái Việt Nam đi lấy chồng Việt kiều ha. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt và bye bye.